Dạ, mà cô chú anh chị thân mến, hôm nay Sơn Ngọc lại tiếp tục chia sẻ đến cả nhà mình những cái hoàn cảnh khó khăn ở trên khu vực rừng núi. Dạ thì hiện tại Sơn Ngọc đang có mặt ở trong khu vực rừng núi rất là xa xôi. Hôm nay Sơn Ngọc đến thăm hoàn cảnh của hai cháu bé, đó là bé Nhược và lại bé My. Thì hiện tại là Nhược đang phụ mẹ dắt bò về, và mẹ của bé Nhược thì đi lấy nước. Trời nắng rất là nắng luôn cả nhà mình. Trời thấy Nhật dắt bò kìa. Thấy thương ghê không? Nhật ơi. Chú chào con nha. Em chào chị. Bò này là của ai vậy? Của con. Của Nhật hả? Ừ. Sao Nhật có bò hay vậy? Hả Nhật? Bò người ta cho hả? Ai ai cho con bò hay vậy Nhật? Bà mắc mù nãy. Bà mắc mù hồi nãy hả? Là sao là cho con? Con nuôi bò cát. À là con nuôi bò của bà. Dạ. Là tức là nghĩa là hồi đó là con nuôi đẻ đúng không? Dạ. Rồi bây giờ là bà chia cho con một con. Dạ. À vậy là hôm nay là Nhật có bò nuôi rồi. Đã với trời. Nhật đưa chú gà cái này cái coi. Đồ này ở đâu vậy Nhật? Đồ chú mua. Đồ chú mua sao mà nhỏ xíu vậy? Đây Nhật đứng lại chú coi nè. Sao được con lựa đồ sao mà chút xíu vậy Nhật? Con đâu có biết được lựa đồ nữa. Con lựa đồ sao mà hốt hột hết trơn rồi. Trời ơi đồ này nhỏ quá. Bữa giờ con mặc mấy bộ rồi? Mặc nhiều rồi. Cô mặc nhiều rồi hả? Ừ. Là bộ này nó cũng giống như thế này hả? Rồi đồ nhỏ quá Nhật à. Bữa con lựa sao con thử vô đi. Đồ cũng giật được mùa. Bây giờ về ha. Ừ. Không biết làm sao. Bữa mua làm sao đâu. Mua là con cứ lấy lên con cầm lên coi vậy thôi. Chứ dạ. không có thử. Dạ. Trời ơi thấy ông mặc cái bộ đồ nhỏ quá nhìn cái mắt cười cả nhà. Nắng quá. Ăn uống gì chưa Nhật? Ăn rồi mà. Ăn rồi hả? Ừ. Trời nắng mà thấy các bé ở trên khu vực rừng núi nè, thấy rất là thương luôn cả nhà. Hôm nay chú mang quà đến tặng cho gia đình con nữa nè Nhật à. Nhật với My hai con leo lên ngồi trên đây nè rồi khui quà ra. Hôm nay chú mua quà gì tặng cho hai con nha. Mệt không Nhật? Mệt chứ. Mệt uống nước đi, nước đâu? Trời ơi đi mồ hôi chảy đầm đìa hết kìa. Không uống nước à Nhật? Uống rồi. Uống rồi hả? Rồi bây giờ con với My lên khui quà nè. Nhật, lên khu bà đấy. Sao bữa nay nhìn thấy Nhật buồn vậy? Đâu có buồn. Không buồn hả? Hả? Không buồn ba. Hả Nhật? Ba. Chắc là mệt lắm đúng không? Dạ. Để là nghỉ mệt tí ha. Bữa nay anh không đi làm hả? Hết việc làm hay như thế nào anh? Hết việc làm rồi. Hết việc làm rồi. Dạ. Đâu có cần nữa, hết việc làm rồi. Dạ. Hết việc làm rồi, ở nhà. Rồi vậy Nhật với My rồi gia đình của mình rồi sao mà có tiền để mà ăn uống trong gia đình? Dạ. Như anh hết việc làm rồi á thì vài bữa nữa. Gia đình mình lấy gì ăn? Làm như trong mì mùa mưa. Dạ. Thì mùa nắng này hết việc làm rồi. Dạ. Đâu có việc nữa. Hết làm việc nghỉ. Hết việc rồi nghỉ. Ừ. Rồi, Nhật cái My hai con khui ra đi. Khui. Chú có mua trước mắt là một bao gạo 10kg nè. Đấy. Rồi ở trong đây á là có bánh nè. Bánh nè, đó tặng cho My nè. Rồi tặng cho Nhược nè. Tặng cho hai con nè.
Đó. Rồi tặng cho hai con nữa nè. Sách này đúng không? Dạ. Hai con vui không? Hai con thấy sách vui không? Sách chung như này em xé lại. Sao rồi xé thì mới bữa chú dặn sao rồi? Bữa là chú có kêu bạn của hai con là có chỉ cho hai con á. Rồi bữa giờ bạn của hai con có chỉ cho hai con học không? Học á. Đúng rồi. Có không? Bữa giờ có chỉ bạn không? Bạn đi về học rồi. Bạn về học rồi hả? Ừ. Cuối tuần bạn có lên không? Lên nhá. Từ sao? Lên rồi rồi có chỉ không? À, rồi hai con ráng học nha. Dạ. Ờ, trong này thì chú mua tô á. Dạ, hai con còn cái bút màu tô không? Còn. À, có gì hai con học tô nha. Dạ. Đây nè. Đấy. Chú mua hai quyển sách là hai anh em con, rồi hai quyển tô cũng là hai anh em con luôn. Hai anh em chia ra nha. À, mỗi đứa một quyển. Này, chú mua sữa cho em của con nè. Sữa này em không uống nữa. Sao vậy? Tại vì, chị ăn lại mẹ. Tại vì mẹ con không còn cái sữa này để cho em con uống nữa. Sữa này vô kia. Đúng không? Uống, còn uống. Chị, bé còn uống sữa này không? Đúng rồi, sữa này sữa mắc tiền cơ mà. Mình không có tiền để mà mua uống chứ không phải là không uống nhan nhật nha. Dạ. Hôm nay chú mua hai hũ lên tặng cho em của con. Rồi ở trong đây thì của gia đình con nè. Mắm muối, đường, bột ngọt, dầu ăn, hạt nêm rồi nè, rất là nhiều trong này. Rồi hai con giúp chú là bỏ vô lại để cột rồi cất nha. Dạ. Hôm nay cái món quà chú gửi cho gia đình con là của một người chú xin giấu tên gửi tặng cho hai con nha. Dạ. Rồi Nhật lên đây, Nhật nhìn lên đây nè, Nhật cảm ơn chú xin giấu tên. Dạ, con cảm ơn xin giấu tên. Cảm ơn chú xin giấu tên. Con cảm ơn chú xin giấu tên. Rồi, rồi con có chúc chú xin giấu tên sức khỏe không? Sức khỏe mỗi ngày. Sức khỏe mỗi ngày. Dạ. Hôm nay nhìn thấy Nhật đen quá nè. Đen trời nắng quá. Đi nắng quá đúng không? Ừ. Nhìn Nhật ấy như cục than luôn à. Đi nắng quá còn mặc bộ đồ hót lên trời nữa chứ. Bộ đồ hót như vậy con thấy khó chịu không? Đâu có chịu đâu. Không thấy khó chịu hả? Mùi hôi lắm. Hả? Mùi hôi lắm. Là sao? Nhật nói lại chú nghe nè. Mồ hôi lắm. Mồ hôi hả? Ừ. Là nóng hả? Ừ. Là kiểu như khó chịu á. Nó chật chội á, đúng không? Dạ. Thôi con để cho em mặc đi, cho mi mặc đi. Rồi vài bữa nữa chú, có thể chú quay trở lại chú dẫn con đi mua đồ mới. Chịu không? Chịu. Dẫn cả mi luôn. Chứ dẫn anh không mà không dẫn em đi tội em nha. Dạ. Ha. Rồi. Mới nãy My chia sẻ đến Sơn Ngọc thấy thương cả nhà mình. À, đồ mới của My hôm bữa Sơn Ngọc dẫn hai anh em đi mua đồ á thì My để dành để bày bữa mặt. Đúng không? Còn Nhật thì lấy la mặt nhưng mà Sơn Ngọc thấy hôm nay Nhật mặc bộ đồ này đó, nó chật chội quá. Nó không đúng theo cái cơ thể của Nhật nè. Rồi Nhật ơi con cắt quà vô đi nha. Dạ. Bữa giờ con có làm công việc gì không Nhật? Đâu có làm đâu. Bữa giờ con có đi núi không? Không. Đi kiếm tre một ngày. Đi kiếm mũ đúng không? Ừ. Nhựa cây. Dạ. Là con gọi là chai. Ừ. Đi kiếm một ngày. Ừ. Rồi con bán được nhiều tiền không? Con nhựa ba đi trong rừng. Bán được nhiều tiền không? 40 à. 40 nghìn. Ừ. Một ngày mà bán được 40 nghìn à? Đâu có nhiều đâu, ít à. Ồ, gà này có phải là gà của chú không Nhật? Gà của chú đó. À, đẻ. Gà của chú bữa tặng rồi đúng không? Ừ. Ôi, gà đẻ sai vậy hả? Đâu, 3, 6, 9, 10 con. Gà đẻ 10 con luôn. Ừ. À, đẻ lâu chưa Nhật? Lâu rồi. Ờ. Gà này là của cô chú Quý Hòn lúc trước gửi cho chú tiền chú mua lên cho gia đình nhà con nè. Nhật nhớ không? Nhớ. Đấy. Ồ rồi còn mấy con kia nữa đâu? Được con này nữa luôn. Mấy con kia nữa đâu? À. Là còn một con này thôi hả? Dạ. À gà này đẻ rồi nè. Gà đẻ rồi là tốt rồi. Dạ. Đen. À. À, em của Nhật ăn cơm thấy thương cả nhà. Bé bị hở hàm ếch á.
ăn kiểu như là bị sặc đó cả nhà. Thấy thương cả nhà mình à. Nhưng mà cái hình ảnh này ơi, Sơn Ngọc chia sẻ đến cả nhà mình không có được lâu. Tại vì Sơn Ngọc thấy nó cũng hơi phản cảm một chút á. Thấy thương cả nhà. Chỗ này là bữa giờ ba mẹ con Nhật không còn ở đây nữa hả? Còn ở nhà rồi. À, chỉ vô nhà ở rồi, ngủ rồi. Còn ở trong nhà Nhật, để gì trong đó rồi? Dẫn chú coi coi. Ở đó em ngủ trong đó. Còn con? Con ngủ trong này. Sao bữa đây hai anh em đổi chỗ nữa rồi? Phòng con này hả? Bây giờ là chuyển thành phòng của My rồi. Dạ. Ủa My, con để cái gì trên đầu nằm vậy? My? Con để cái cục gạch bông hả? Để làm gì? Làm điện thoại chơi á. Làm điện thoại hả? Trời ơi. Lấy cái miếng gạch bông y như cái hình điện thoại vậy đó. Dạ. Rồi để tưởng tượng như là điện thoại. Dạ. Trời ơi, thấy thương không? Hai anh em con thấy bữa đây chú lên tặng quà vui không? Vui. Vui hả? Nắng quá cả nhà mình. Nhật dẫn chú đi xem coi thử là hôm nay gia đình nhà con ăn gì nha. Dạ. Là bữa nãy con ăn gì? Nhật. Ăn lá đu đủ. Ăn lá đủ hả? Ừ. Đâu? Đâu chú xem nè. Hết rồi. Hết rồi hả? Ừ. Còn cọng nào không? Không. Không còn cọng nào luôn. Ở trong này có cơm với chao. Rồi cháo của em. À, lá đủ trong này cả nhà. Hết rồi. Bữa đây cháu hơi Nhật hơi ốm. Ốm với lại đen nữa. Đen tôi lùi nữa. Chắc bữa giờ con đi làm công việc gì đúng không? Đâu cũng làm đâu. Không làm hay là ham đi chơi đâu? Đâu cũng đi chơi ở nhà không. Con ngồi xuống đi Nhật. Đi chơi. Đi chơi không thôi. Rồi đi cột bò đúng không? Dạ. Rồi đi lấy nước phụ ba mẹ nữa. Dạ. My thì ở nhà. Ở nhà trông em với ba. Hai bé tội cả nhà. Cả nhà ơi, mới nãy á, Sơn Ngọc có hỏi Nhật á, là tại sao nhà của Nhật chỉ còn một con gà. Thì Sơn Ngọc nhìn qua bé, bé hất hất cái đầu ơi, Sơn Ngọc đã hiểu rồi. Tại vì ba của bé Nhật là đã đem mấy chú gà đem đi bán hết rồi, chỉ còn một con thôi. Đúng không Nhật? Đúng. Mới nãy có ba bé Nhật thì Sơn Ngọc không có giải thích đến cái nhà mình được. Tại vì nhiều lúc khi mà Sơn Ngọc đã về rồi á thì chuyện gì nó xảy ra thì cả nhà mình cũng đã biết đấy. Cho nên là giờ ba của bé đi rồi thì Sơn Ngọc chia sẻ đến cái nhà mình là lúc trước mấy con gà chú mang lên tặng cho gia đình nhà con là ba con đã mang đi bán hết rồi à. Ừ, bán. Chỉ còn một con thôi. Dạ, còn một con tự đẻ. À. Con đó to bình ngày trước chắc bán luôn á. Hả? Chắc vài bữa bán luôn hả? Ừ. Trời ơi. Rồi ba con bữa giờ có nhậu lại không? Còn nhậu ít ít. Còn nhậu nhưng mà ít lại rồi hả? Ừ. Là Nhật đang lo sợ là vài bữa nữa ba bán luôn hả? Ừ. Con có gà mà nuôi nữa. Trời ơi, thấy thương. Gà của con mà sao ba con lại đem đi bán vậy nhỉ? Bán vì lý do gì Nhật? Bán mua thuốc uống. Thuốc gì uống Nhật? Thuốc Đuna. Hả? Đuna. Đuna là để làm gì? Thuốc uống. Uống hả? Ừ. Uống hay hút? Hút. À, hút, thuốc hút. Thì riêng chú Sơn Ngọc đây thì nếu mà vấn đề của ba con thì chú cũng bó tay rồi. Chú không biết nói như thế nào. Cho nên là tụi con khổ à. Ba con không biết lo lắng trong gia đình. Nhà có gì thì cũng đem đi bán hết để mà nhậu rồi hút thuốc. Cho nên là các con mới khổ như thế này thôi. Rồi như vậy thì các cô chú mới thương hai anh em của con. Mới giúp đỡ cho hai anh em của con có những cái miếng ăn. Rồi hướng dẫn cho tụi con có thể là học được cái chữ.
thấy thương các bé lắm cả nhà mình. Rồi tới nửa chiều Nhật với My hai con làm cái gì? Đâu có làm, ở nhà. Ở nhà. Rồi bây giờ Nhật con thử con tô màu một cái hình ảnh nào đó để chú xem thử con đã biết phân biệt màu hay chưa nha. Màu này giống màu này. Ừ, rồi, đúng rồi đó. Ở đây Nhật giỏi rồi. Rồi con tô cho chú xem thử nha. Cái này khó. Khó mà. Ừ. Nè, đây nè. Bây giờ nè đúng không? Con thấy con cừu nè, màu tím nè, hết toàn thân nó màu tím luôn đúng không? Dạ. Nè bây giờ con quẹt nè. Đó. Thấy không? Thấy không Nhật? Đấy. Con cứ tô hết nè. Còn con coi cái đầu của nó nè là khác đúng không? Thì con lấy một cây nào đó khác giống cái màu này, con tô cái phần đầu thôi. Còn cái này là cái màu đây nè, con tô hết. Đấy, thấy không? Ở dưới này màu đậm hơn thì con tô cái màu đậm hơn. Nha. Yeah. Đấy. Được không? My con thấy con tô được không? Không được hả? À, Viễn bên đây con mở ra coi nè. Đây công chúa nè. Đó, chú mua công chúa cho con đó. Đấy, thấy không? Thích không? Còn Nhật là con vật cừu nè, rồi thiên nga nè. Đấy, con có tô vậy đó, con thấy dễ không Nhật? Dễ. Cũng hơi khó một chút thôi đúng không? Ừ. Nhưng mà hai con cố gắng thì sẽ được. Lúc trước hai bé không biết phân biệt màu như thế nào luôn cả nhà. Hôm nay Sư Ngọc vào quay trở lại thì hai bé cũng đã biết phân màu được rồi, thì Sư Ngọc cũng vui. Sư Ngọc hiện tại đang cố gắng giúp đỡ cho hai bé để mà sau này hai bé biết được cái chữ và biết được cái màu. Hai bé có thể là sau này đi ra cuộc sống, có thể là giao tiếp với người ta, rồi biết được cái này cái kia. Chứ còn mà hai bé cứ như vậy rồi đi theo ba mẹ phụ giúp, lo cho các em, rồi chăn nuôi con vật, rồi cứ ở trong núi như thế này thì hai bé sau này cũng vẫn sẽ tiếp tục khổ nữa cả nhà. Nãy chị cho bé ăn cháo trắng và lại cho bé uống gì đây chị? Sữa lon đó. Sữa lon hả? Ừ. Sữa lon thiết đó hả chị? Ừ. Dạ. Rồi ăn cháo trắng. Ôi chân bé bị gì vậy chị? Sao cong vô vậy? Trời ơi. Thấy thương. Sao My con không học đi? Con không học tô màu với anh kìa. Con đi đâu đó? Con học tô màu cùng anh nè. Làm biến đúng không? Phải không? Làm biến hả? Học mà sao làm biến? Hả? Con thích học không My? My ơi, con thích học không? Con thích học hay là con làm biến học? Con làm biến học hả? Chứ sao mấy hôm nói với chú rằng là con thích học. Hả? À. Rồi bây giờ con nhìn cái màu đây giống cái màu này không? Không giống hả? Chú thấy giống cơ mà. Đúng không? Nhật giống không Nhật? Giống mà. Ừ, giống cơ mà, đúng không? Nè con coi nè. Con lấy màu này đúng không? Con vẽ cái này nè. Đấy, giống không? Ừ.
Ừ, giống thì con to đi. Con to cái gì đó. Qua đây là màu tím nè, đây là màu hồng nè. Cây hiện tại con đang là cầm là màu hồng nè. Nha. Con to trên cái quái nè, My à. Con to trên cái quái nè. Đấy. Rồi Nhật, con to xong rồi hả? Con to ít à. Con to vậy là cũng được rồi, Nhật à. Rồi bây giờ con to mặt của cừu. Giống lũ tay. Cái này chắc lắm. My thì tô tầm bậy quá, My không biết màu, My tô tầm bậy quá. My tô như thế này là tầm bậy rồi. Để có gì tí nữa anh Nhật chỉ cho con tô nha. Bây giờ là con muốn đi đâu hả? Bây giờ con muốn đi đâu hả? Con muốn đi đâu? Muốn qua chơi với em hả? Hay là đi đâu? Thích chơi với em hả? Để con đi chơi với em đi, tí nữa con học chung với anh. Để anh học giỏi rồi, cái anh chỉ cho con lại. Ha. Cố gắng học giỏi nha Nhật nha. Dạ. Mẹ con bồng em đi đâu mà trời nắng vậy Nhật? Trời ơi. Biết. Nắng. Nắng chắc hiện tại bây giờ chúng phải trên 40 độ cả nha. Nhớ chưa? Dạ. Nhớ kỹ nha Nhật nha. Dạ. Rồi. Rồi bây giờ hai con học nha. Chú dạ. Xin phép chú đi về nha Nhật nha. Dạ. Vài bữa chú nếu như có duyên lên đây thăm hai con tiếp. Dạ. Vui không Nhật? Vui. Con vui không My? Ừ. Nhật ơi, một lần nữa thì con nhìn lên đây con cảm ơn chú xin giấu tên đi Nhật. Dạ con cảm ơn chú xin giấu tên. Rồi giỏi. Hai con cố gắng học nha. Dạ. Rồi bánh thì hai con lấy ăn đi nha Nhật nha. Dạ. Ba của Nhật đang làm võng. Võng hư rồi mình làm dây lại ha anh. Ừ. Dạ. Em xin phép anh em đi về luôn nha anh nha. Dạ. Dạ. Bye bye Nhật với My. Hai đứa rất là giỏi luôn cả nhà. Dạ thưa cả nhà và em Sơn Ngọc cũng xin phép thưa với anh xin giấu tên. Hôm nay anh gửi cho em cái số tiền là 1 triệu để mà em giúp đỡ cho hai cháu. Thì em mua quà hết là 800 nghìn. Còn 200 thì Sơn Ngọc mới vừa gửi cho hai cháu, nhưng mà Sơn Ngọc giấu gửi cho hai cháu để mà cho hai cháu về gửi cho mẹ để mà mua đồ ăn. Thì có ba của hai cháu đó Sơn Ngọc cũng lén lút để mà gửi cả nhà mình. Dạ Sơn Ngọc một lần nữa cũng rất là cảm ơn ông bà cô chú anh chị mình đã dành thời gian quý báu xem video của Sơn Ngọc nha. Một lần nữa em Sơn Ngọc cũng xin phép các cháu. Cảm ơn anh xin giấu tên rất là nhiều. Em chúc anh và gia đình của anh luôn có thật là nhiều sức khỏe ạ. Hẹn cả nhà mình những tập video tiếp theo.